Chào mừng các bạn đến với bài giảng môn toán của cô. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng bắt đầu nào. Trước khi vào bài mới, cô trò mình cùng ôn lại kiến thức cũ có liên quan đến bài học ngày hôm nay. Chúng mình đã được học các đặc điểm của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Bây giờ, các bạn cùng ôn lại với cô nào. Hình hộp chữ nhật có 6 mặt. Các mặt đều là hình chữ nhật, có 8 đỉnh, 12 cạnh, có 3 kích thước, chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Còn hình lập phương có 6 mặt, các mặt đều là các hình vuông bằng nhau, có 8 đỉnh, 12 cạnh, tất cả các cạnh đều bằng nhau, có 3 kích thước bằng nhau. À, các bạn nhớ nhé, hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt vì nó có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. Như vậy, các đặc điểm của hình lập phương mà các bạn cần phải nhớ đó là hình lập phương có 6 mặt đều là hình vuông bằng nhau, có 8 đỉnh, 12 cạnh, có 3 kích thước bằng nhau. Những đặc điểm của hình lập phương có liên quan đến bài học ngày hôm nay đó là bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Đầu tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu diện tích xung quanh của hình lập phương. Giống như hình hộp chữ nhật, thì diện tích xung quanh của hình lập phương chính là tổng diện tích bốn mặt bên của hình lập phương đó. Cô mở hình lập phương này ra, trải trên một mặt phẳng, ta sẽ được như hình bên. Các bạn quan sát, bốn mặt bên của hình lập phương là bốn hình vuông và cô đã tô màu như trên màn hình. Phần tô màu chính là diện tích xung quanh của hình lập phương. Vậy, diện tích xung quanh của hình lập phương là tổng diện tích bốn mặt bên của hình lập phương đó. Làm thế nào để tính được diện tích xung quanh của hình lập phương? Chúng ta sẽ cùng đến với ví dụ sau. Các bạn cùng đọc với cô nào. Ví dụ, tính diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 5 cm. Cô giả sử hình lập phương có kích thước là 5 cm. Vì hình lập phương có 3 kích thước bằng nhau, chiều dài, bằng chiều rộng, bằng chiều cao, nên ta gọi chung các kích thước là cạnh nhé các bạn. Với ví dụ này, ta đi tính diện tích xung quanh của nó như thế nào? Các bạn chú ý nhé. Ta thấy để tính được diện tích xung quanh của hình lập phương là tính diện tích của bốn mặt bên, mà bốn mặt bên này là bốn hình vuông bằng nhau. Vậy ta chỉ cần đi tìm diện tích của một hình vuông rồi gấp lên 4 lần thì ta được diện tích xung quanh của hình lập phương. Đầu tiên, cô đi tính diện tích một mặt của hình lập phương chính là diện tích hình vuông có cạnh là 5 cm. Các bạn cùng ôn lại cách tính diện tích hình vuông nào. Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy cạnh nhân cạnh, tức là lấy 5 x 5 bằng 25 cm². Sau khi tính diện tích một mặt rồi, ta đi tìm diện tích bốn mặt, tức là diện tích xung quanh của hình lập phương đó. Lấy diện tích một mặt vừa tìm được là 25 nhân với 4 bằng 100 cm². Vậy qua ví dụ trên, cô đã tính được diện tích xung quanh hình lập phương như thế nào? Đó là diện tích một mặt 5 x 5 nhân với 4 bằng 100 cm². Từ đây, chúng ta sẽ phát biểu quy tắc tính diện tích xung quanh của hình lập phương. Các bạn cùng đọc với cô nào. Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4. Nếu ký hiệu độ dài cạnh của hình lập phương là A, thì ta sẽ có công thức tính diện tích xung quanh của hình lập phương như sau. S xung quanh, tức là diện tích xung quanh, sẽ bằng A nhân A nhân 4. Trong đó, A là độ dài cạnh của hình lập phương, A nhân A là diện tích một mặt của hình lập phương. Các bạn hãy nhớ quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh của hình lập phương. Cùng nhắc lại một lần nữa với cô nào. Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4. S xung quanh bằng A nhân A nhân 4. Trong đó, A là độ dài cạnh của hình lập phương.
Đây là hình lập phương. Khi triển khai hình lập phương này, ta được như hình bên. Bốn mặt này là diện tích xung quanh ta vừa tìm được. Còn diện tích toàn phần của hình lập phương sẽ gồm diện tích xung quanh, chính là diện tích của bốn mặt bên và thêm hai mặt đáy. Như vậy, diện tích toàn phần của hình lập phương chính là tổng diện tích của 6 mặt mà các mặt này đều là các hình vuông bằng nhau. Cách tính diện tích toàn phần của hình lập phương ra sao? Ta cùng đến với ví dụ sau. Các bạn hãy cùng đọc với cô nào. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 4 cm. Chúng ta thấy diện tích toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích của 6 mặt đều là các hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh là 4 cm. Vậy ta chỉ cần tính diện tích của một mặt, tức là diện tích một hình vuông rồi gấp lên 6 lần. Đầu tiên, ta đi tính diện tích một mặt của hình lập phương, ta lấy cạnh nhân cạnh 4 x 4 bằng 16 cm2. Từ đây, ta tính được diện tích toàn phần của hình lập phương, lấy diện tích một mặt nhân với 6, 16 x 6 bằng 96 cm2. Như vậy, để tính được diện tích toàn phần của hình lập phương này, cô đã làm thế nào vậy các bạn? Ta đã tính diện tích một mặt rồi nhân với 6, 4 x 4 là diện tích một mặt có 6 mặt. Nên ta nhân với 6 bằng 96 cm2. Từ đây, bạn nào có thể phát biểu thành lời quy tắc tính diện tích toàn phần của hình lập phương rồi? Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6. Gọi S là diện tích toàn phần. Ta có S toàn phần bằng A nhân 6. Trong đó, A là độ dài cạnh của hình lập phương, A nhân A là diện tích một mặt. Chúng ta đã tìm hiểu được quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương. Chúng ta cùng nhắc lại nào. Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4, S xung quanh bằng A nhân 4, A là độ dài cạnh của hình lập phương. Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6, S toàn phần bằng A nhân 6, trong đó A là độ dài cạnh của hình lập phương. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu được quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương. Các bạn hãy ghi nhớ nhé! Để áp dụng giải các bài tập có liên quan, các bạn cần phải học thuộc quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương và làm các bài tập sẽ được đăng trên trang web của trường. Hẹn gặp lại các bạn vào tiết học sau. Chào tạm biệt các bạn!